sư một sư ni của Bến Tre. Và người em con khô thật cẩm rồi, nhiều thứ nước thật cẩm, tôm, mực, rồi gan, tim, để sẻ tôm mực, cái này là có dắt nên mình ăn no ta, ăn no cho cái kia dắt nó quá. Hấp dẫn quá. Tiếu gì chứ mình biết tiếu Nam Ba nữa đó, mình không ăn không nghĩa đấy, tức là hình như cái hủ tiếu Nam Ba lúc nào nó có tôm nữa, nhưng mà hủ tiếu Sa Đéc nó khác nha, hủ tiếu Sa Đéc là cái đặc trưng của hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu khô là nó có cái nước sốt, nó được cái nước kẹo, nước sốt rồi ngồi thôi là dùng nước sốt rồi. Đó đó đừng có đi học đó đang đi 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 chèo đó tàn hết rồi, đầu bắp thì nó tàn, nó còn có mấy lựa kiếm được cả đời được mấy trái trong lý hương hái nước là được trái hay trái gì đó, nó tàn hết rồi, nhưng mà quay lên thì thấy nó cảm động,
lần thì nãy rồi xong nước rồi đẹp chứ cũng đẹp rồi chưa nắng thì nó được đấy cái buổi sáng rồi cái buổi nắng rồi nó dịu bớt rồi ngay đây còn luôn hồi xưa mình chưa có làm vào trong này là đâu có cái đường này xa đến ba chín là đủ rồi đi đường kia ở ngoài đó đúng không đó đường thì xíu không nhưng mà đâu có cái bánh bà cũ đó Chị đây chia với bà nội không được.